Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan. Theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo, các lãnh đạo Đăng kiểm viên, phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam đã lợi dụng vị trí công tác, không thực hiện đúng quy trình thẩm định, kiểm tra, bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định để nhận tiền hối lộ của các công ty từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng trên một hồ sơ. Sau khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Đặng Việt Hà yêu cầu cấp dưới phải đảm bảo tiền hối lộ cho mình cao nhất, theo đó, Hà đã nhận gần 6 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn từ trước, ngày 30 tháng 6 năm 2023, Trịnh Công Sơn cùng 6 đối tượng khác mang theo hung khí đi tìm Nguyễn Đắc Tiến, 18 tuổi, chú khu phố 4, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm để trả thù. Trên đường đi, nhóm của Sơn tình cờ thấy hai người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức và Nguyễn Văn Sinh cùng 23 tuổi và cùng chú xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, nên cả bọn tấn công và truy sát. Hậu quả làm anh Nguyễn Văn Thức tử vong tại chỗ, còn Nguyễn Văn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau đó Trịnh Công Sơn bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Sơn ra đầu thú, được cơ quan công an tỉnh Ninh Thuận di lý từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Sơn khai nhận đã tìm đường tiểu ngạch vượt biên sang Campuchia để lẩn trốn cơ quan chức năng. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Yifio Nie, 18 tuổi, chú xã Ea Tiêu, huyện Cư Cuin, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Trước đó vào 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3, Phion đã rủ bạn nhậu tìm đánh một người do có mâu thuẫn từ trước. Khi đi, các đối tượng mang theo gậy làm hung khí. Đến điểm du lịch sinh thái Hoàng Nam, cả nhóm phát hiện hai thiếu niên đang dựng xe máy và hái trộm dừa. Y e phiêu đã dùng gậy đánh một trong hai thiếu niên, gây thương tích, sau đó cướp xe máy của các nạn nhân. Ngày 30 tháng 3, Công an huyện Phước Sơn cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Minh Dư, 52 tuổi, thường trú khối phố 2, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ sự việc, Dư đã có 3 tiền án về tội tàng trữ trái phép, chất độc và một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng vừa mãn hạn tù hồi cuối năm 2023. Sau khi ra tù, Dư đã tạo vỏ bọc là người giao gà tại các xã vùng cao của huyện Phước Sơn, nhưng thực chất là bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện. Mới đây, ông Nguyễn Minh Hiếu, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, đi nhặt ve chai tại khu vực đê biển Gò Công, thuộc ấp Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước, huyện Gò Đông Công, đã phát hiện một túi ni lông màu đen bên trong chứa nhiều gói hình hộp chữ nhật có nghi vấn, nên đã trình báo công an xã Kiểng Phước. Sau đó, cơ quan công an đã tìm kiếm và phát hiện túi vải có chứa 40 gói hình hộp chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1,1 đến 1,2 kg các gói đều chứa chất rắn dạng bột nghi là ma túy. Đến sáng 30 tháng 3, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với bộ đội biên phòng mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện thêm 12 túi ni lông với đặc điểm tương tự tại khu vực đê biển Gò Công.